Xin chào bạn, video này mình sẽ giới thiệu bạn về cái mạch khuếch đại âm thanh 2.1 TDA7377. Công suất mỗi kênh headline là 20W, công suất kênh bass là 30W. Đây là cái bộ sản phẩm mình giới thiệu các bạn, đây là cái mạch. Đây là những cái núm nút chỉnh của nó. Đây là cái mạch công suất, nó sử dụng IC TDA7377. Đây con IC TDA7377 đây. Và đây là cái tản nhiệt cho nó. Còn đây là con IC 5532. Và đây là cái núm chỉnh của nó. Theo thứ tự nút chỉnh ở đây là nút chỉnh volume. Đây là nút chỉnh tiếng chép. Đây là nút chỉnh tiếng bass. Và thiết kế thì cái núm chỉnh này nó làm rời này cho bạn dễ lắp đặt vào cái hộp thiết bị. Và chúng ta có thể ráp vào loa vi tính. Thì cái mạch này chúng ta sử dụng chủ yếu để ráp các âm ly 2.1 mini, xài điện bình AQUI hoặc là điện DC AC. Thì cái mạch này nó sử dụng DC AC 12V. Nó có cái cầu diode đây, nên các bạn có thể sử dụng cả AC hoặc DC đều được. Đó, bạn cắm nguồn, cấp nguồn cho nó đây, nó có qua cái cầu diode đây. Ở đây là cái âm thanh ra loa. Đây. Là led rai. Và đây là ra âm thanh loa bass. Còn đây là audio in, jack audio in 3.5 hoặc là 3 pin. Nó có hai cổng audio in, một là jack 3.5, hai là jack 3 pin. Đó, bạn quan sát cái mạch của nó đây. Nó gồm có các điện trở chính xác với các tụ điện. Đó, đây là con diode thôi, cầu diode thôi. Và cái tản nhiệt cho cái con TDA7377 đây. Tản nhiệt tương đối cũng khá lớn so với cái mạch. Đây là gầm của cái mạch, mặt sau. Thì cái mạch này rất thích hợp cho các bạn sử dụng để ráp, chúng ta ráp cái âm ly 2.1 khuếch đại công suất vừa phải, chúng ta nghe trong phòng hoặc chúng ta sử dụng cho các loa vi tính. Thì thường là các loa vi tính ví dụ nó hư mạch, chúng ta có thể mua là mạch này về ta thay thì nó phù hợp với công suất hầu hết các tầm loa vi tính tầm công suất vừa. Nó hay ở cái là nó chỉnh được bass chép, nó có thêm cái tiếng bass. Cái tiếng bass thì nó vẫn gồm tiếng hát. Đó, cái tiếng bass thì nó vẫn gồm tiếng hát chứ không phải là chuyên xuất là chỉ đánh đặt tiếng trống. Thì mình đã từng ráp âm ly qua cái mạch này thì mình thấy nó khá ổn so với cái tầm giá khoảng dưới 200.000. Đó, nó khá ổn so với những cái mạch công suất. Tại vì cái cờ lát D mà tầm suất mà cờ tầm giá dưới 200.000 thì bạn khó kiếm được cái mạch mà chỉnh cả bass chép mà 2.1 nó hay được như cái này. Âm thanh nó thì so với cái tầm giá này nó cũng có thể đạt tới điểm 7, điểm 8 so với cái tầm giá là dưới 200.000 cho cái mạch khuếch đại này. Khuếch đại công suất led rai 20W và bass là 30W. Bạn thấy kích cỡ của cái mạch đó, bạn có thể phối hợp vào các hộp âm ly, hộp thiết bị hoặc là các thùng loa vi tính. Bạn chế ráp âm ly, ráp loa 2.1. Còn đây con IC TDA7377 này, trường hợp nó sau này bạn sử dụng lâu dài nó hư nó cháy, bạn có thể mua trên thị trường, bạn thay thế hoặc là bạn ra cửa hàng điện tử người ta thay thế được. Còn cái con 5532 này, trường hợp nó hư thì chúng ta chỉ cần tháo là chúng ta mua con mới, chúng ta gắn lại vì nó có cái chân đế đây. Mạch khá đơn giản và âm thanh nó nghe cũng khá ổn đó. Rồi, video mình giới thiệu cái mạch khuếch đại công suất âm thanh TDA7377 tới đây kết thúc. Các bạn hãy like và subscribe để cập nhật những video mới nhất bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.